Thái Võ xin kính chào quý vị. Vừa qua thì trước những cái thông tin, tin tức mà nó có liên quan đến chuyện nhiều cá nhân người Việt Nam của mình, trước đó thì người ta cũng phạm tội, phạm pháp quý vị. Có người thì phạm tội theo một cái hình thức này, nhưng mà cũng có người phạm pháp theo một cái hình thức kia, hình thức khác. Từ đó thì bắt đầu là dẫn tới giới chức của nước Mỹ đó, của Hoa Kỳ đó, thì người ta cũng nhiều lần người ta đưa ra những cái sự cảnh báo. Cũng nhiều lần họ có những cái biện pháp mạnh nữa quý vị, chẳng hạn như là họ phạt tiền nè, phạt tù nè, hoặc là nghiêm trọng hơn nữa thì giới chức của Hoa Kỳ người ta sẽ trục xuất một cá nhân nào đó nếu như mà cái người đó vi phạm ở cái mức nghiêm trọng đó. Thì nói chung ra thì cái chuyện đó thì cũng không ai muốn đâu. Tôi võ tin là giới chức của nước ngoài, của Hoa Kỳ thì họ cũng có một cái tấm lòng nhân đạo quý vị. Tuy nhiên thì một khi mà một người nào đó người ta sống ở trên cái quốc gia của họ mà lúc này người đó xem thường pháp luật quá thì đôi khi chính phủ người ta dù muốn dù không, gọi là pháp luật lúc nào cũng là công lý đó quý vị, thượng tôn pháp luật đó. Kiểu như mà người ta nói là pháp luật thì không có vụ mà cha con anh chị em gì ở đây hết, cứ mà người nào mà vi phạm là phải xử lý nghiêm thôi. Tuy nhiên thì nói vậy thôi. Mặc dù là có thể nhận định pháp luật ở Mỹ hay là ở Canada nó luôn là một cái gì đó bảo vệ quyền lợi cũng như là bảo vệ lợi ích cho một người dân, nhưng mà đôi khi quý vị, nhiều khi họ không có kiểm soát hết. Cũng giống như là cách đây khoảng vài tháng trước đó, lúc đó thì Thái Võ có đọc được cái bản tin, cũng có chia sẻ cho quý vị nghe rồi. Cái bản tin đó thì nói về nhiều nước quý vị, nhiều nước người ta đau đầu, gọi là người ta cũng mệt óc về cái chuyện mà cái vấn nạn kết hôn giả đó. Nói chung thì cái chuyện này thì dường như nó có lâu đời quý vị, lâu đời lắm rồi. Nhưng mà cho tới nay nè, gọi là nhiều nước người ta cũng không có kiểm soát hết. Nhiều nước thì người ta cũng nhận định là cứ mà bắt đó quý vị, bắt những người kết hôn giả thì bắt hoài mà còn hoài, ở đâu mà nó cứ lòi ra hoài. Thì trong đó cũng có nước Mỹ nữa. Nhiều nước nhận định nhưng mà trong đó cũng có nước Mỹ nữa. Thì cũng bởi vì vậy cho nên hiện nay thì theo như Thái Võ được biết á, sau khi mà Thái Võ có tham chiếu cũng như là tham khảo ở nhiều cái trang website di trú của Hoa Kỳ, kêu bằng tiếng Anh người ta gọi là immigration đó, trong đó thì cũng có những cái mục họ cũng có nói rằng họ cần phải làm triệt để cũng như là khắt khe hơn về cái chuyện này. Cái chuyện này có nghĩa là chuyện kết hôn giả đó quý vị. Không thể nào mà họ chấp nhận một cái đất nước mà có nhiều người người ta làm giấy tờ giả để mà tới mà nhập cư trái phép như vậy. Với lại Mỹ thì cũng không phải là một nước mà gọi là thiếu dân quý vị. Dân số Mỹ thì coi như là bây giờ nó cũng nhiều lắm rồi. Chưa bằng mà nó có cái mục Mỹ người ta phải thanh lọc, sàng lọc bớt trong cái thời gian sắp tới. Khi mà những người mà người ta đến sinh sống ở nước Mỹ đó, thì nước Mỹ luôn lúc nào cũng, chính phủ Mỹ luôn lúc nào cũng bảo đảm là người nào cũng phải tới nước Mỹ theo cái con đường hợp pháp hết. Như vậy thì mới gọi là công bằng ở trên nước Mỹ quý vị. Thì đó là Thái Võ đang nói về cái tình hình hiện nay, nó có liên quan đến cái chuyện di trú cũng như là cái tình trạng kết hôn giả ở Mỹ. Hiện nay thì chính phủ Mỹ họ cũng khắt khe như vậy đó. Còn bây giờ thì Thái Võ mới đề cập đến cái sự cảm nhận, gọi là cảm nhận của những Việt kiều Mỹ mà nó có xoay quanh đến cái chuyện này. Cái chuyện này có nghĩa là chuyện kết hôn giả đây. Qua đó thì cũng xin thưa với quý vị như thế này, mỗi cái video mà Thái Võ đăng lên đó, đăng tải lên đó, dù là bất cứ cái bản tin hay là bất cứ một cái chủ đề nào đi chăng nữa, nó cũng luôn có một cái mục gọi là cái mục bình luận và nhận xét quý vị. Thì trong đó khi mà xoay quanh đến cái tình trạng hôn nhân giả này, cũng có nhiều quý vị ở Mỹ người ta cũng có để lại một cái lời nhận xét. Theo đó thì là bình luận thứ nhất. Vị khán giả này thì có tên là Tommy Bull. Anh Tommy Bull thì sống tại tiểu bang Cali, thì đã nói như thế này: tôi rất cảm thấy xấu hổ cho người Việt Nam, nhất là cộng đồng người Việt ở hải ngoại. Bây giờ ra đường, thật sự không có dám nói mình là người Việt Nam chút nào hết. Miễn mà nói tới người Việt là người ta sẽ nghĩ ngay đến, đây là những người chuyên mánh mung, trộm cắp, lừa lọc. Có người Tây thì còn nói là từ Việt Nam qua đây kết hôn giả tràn lan. Tôi nghe mà cảm thấy mắc cỡ.
ra được, cứ im cái miệng, không có dám nói, không có dám nói mình là người Việt Nam đâu. Thì đó là cái bình luận của anh Tommy Bùi. Cho đến cái bình luận thứ hai, đây là bình luận của một vị khán giả có tên là Hồ Ngọc Chánh hay là Ngọc Chánh Hồ. Đừng bao giờ nghĩ nước Mỹ để yên cho những kẻ gian lận. Họ chỉ điều tra trong im lặng để họ kiếm chứng cứ, dù là cái thời gian nó có dài. Người dân thì cứ tưởng là họ không có nhắm vào mình thôi. Khi mà họ đã vô cuộc điều tra thì không bao giờ có thể thoát tội được. Bình luận này Thái Võ thấy là nhận được tới 74 lượt like quý vị. Người ta like có nghĩa là người ta đồng tình cho cái ý kiến này đó. Rồi cho tới cái bình luận thứ ba. Bình luận thứ ba này thì ở đây thì cái tên tài khoản quý vị, nó là một cái tên không có, người ta không có đặt tên, chỉ là một cái chữ A cộng, user. Nước Mỹ làm vậy quá ok. Kinh tế thì ngày càng kinh khủng. Bao nhiêu cái sự viện trợ cho chiến tranh, nạn nhập cư trái phép thì nó ngày càng phức tạp hơn. Cho nên người ta làm căng cũng là một cái chuyện thường tình. Việt Nam ta thì cũng không có một cái sự ngoại lệ. Xin cảm ơn và mến chúc sức khỏe Thái Võ. Bình luận này thì nhận được 36 lượt like. Cho tới cái bình luận thứ tư, tức là cái lời nhận xét thứ tư. Lời nhận xét này thì có một vị khán giả có tên là TSNT. Ở đâu cũng vậy hết, đất nước nào cũng thế. Gian lận thì phải xử lý thôi, như vậy thì mới có một cái sự công bằng. Trong khi những người kết hôn, những người mà thật sự kết hôn đó, người ta cần sum họp với vợ chồng, thì họ hồ sơ lại bị chậm lại bởi vì có những cái trường hợp kết hôn giả như thế này. Bình luận thứ 5 là của một vị khán giả có tên là Trâm Tuyết Lê 9399 thì đã nói như thế này. Như con gái tôi kết hôn là thật, mặc dù chồng lớn tuổi một chút, nhưng mà hôn nhân của hai đứa đã đổ vỡ xong, gặp nhau, cưới nhau là sự thật. Bây giờ gặp những cái trường hợp giả như thế này, phải chờ chính phủ người ta xác minh cho nên là đã ảnh hưởng cái hồ sơ bị chậm lại. Thanh em, tức là cảm ơn em đó, đã có những thông tin để cho mọi người hiểu thêm. Chúc em có thật nhiều sức khỏe nha. Rồi một cái lời nhận xét kế tiếp. Kính thưa quý vị, thì đây là một cái lời nhận xét của vị khán giả có tên là Huy Bình hay là Bình Huy. Ở một đất nước văn minh thượng tôn pháp luật, người Việt Nam mình coi mình muốn làm gì cũng được, cho nên bị trục xuất là đúng thôi. Bình luận này thì có tới 45 lượt like, có nghĩa là nhiều người người ta cũng đồng tình cho cái bình luận của vị khán giả có tên là Huy Bình. Tiếp theo thì sẽ là một cái bình luận kế tiếp. Tôi có người bà con, vợ chồng là chủ tiệm nail ở New Jersey, làm kết hôn giả mới kêu thợ nail của tiệm mình về làm giả cho anh chị em, cháu đi qua đây hết. Bây giờ tất cả làm chung một tiệm nail mà có thể di chú xét bắt gì đâu. Còn một cái cô chị của nó chê đi Úc, hiện nay thì đang chờ qua Mỹ, cả một cái ổ làm kết hôn giả luôn. Thì những cái lời nhận xét này như quý vị cũng vừa được nghe qua, đa phần là người Việt của mình tại Mỹ quý vị, ai họ cũng tỏ ra một cái sự ngán ngẩm, họ lắc đầu chua chát, họ cảm thấy họ không có đồng tình với cái tình trạng này, nó cứ tiếp diễn, nó cứ tái diễn ở trên nước Mỹ một cách hoài như vậy quý vị. Riêng cái bình luận cuối á, Thái Võ thì muốn nói như thế này, tức là vị khán giả mà nói là hai vợ chồng chủ tiệm nail mà kết hôn giả trước đó, rồi sau đó thì mới kêu những người thợ trong tiệm của mình cũng làm kết hôn giả mà giống như hai vợ chồng của họ, tức là cái người đi trước đã làm sai, rồi bây giờ kêu cái người, những người thợ trong tiệm mình cũng làm y chang vậy, mà cho tới nay thì cũng không thấy xét bắt gì hết. Thì Thái Võ mới nhận xét như thế này nè. Ở đây thì Thái Võ cũng không muốn nói dài dòng hay là dòng do tam quốc làm gì hết. Thái Võ cũng hy vọng là chính phủ người ta cứ ngó lơ đi. Ngó lơ để làm chi ạ? Ngó lơ để mà cho họ có một cái đường sống quý vị. Có một cái nơi tốt để mà họ sinh sống, định cư. Thật ra thì trong thời gian qua đó, chính phủ người ta cũng nhân đạo đó chứ. Tuy nhiên thì ở đời người ta hay nói á, không nghe không thấy,
Nhưng mà không có nghĩa là không biết quý vị. Đừng có bao giờ mà mình cứ nghĩ là họ im như vậy là họ sẽ không có đả động tới mình. Cái vấn đề là họ có muốn đả động tới mình hay không thôi. Bởi vì bây giờ á, nếu mà họ muốn khui ra thì thực ra nó cũng không phải chuyện đơn giản quý vị. Họ cũng cần phải có một cái thời gian để mà họ thu thập bằng chứng. Sau đó thì nhiều cái trường hợp như vậy họ mới tổng hợp lại. Rồi cho đến khi mà có một cái đạo luật mới đó, gọi là khi mà một cái đạo luật mới liên quan đến cái chuyện di trú này được đưa ra. Thí dụ như là trước đây thì cái thời của Tổng thống Donald Trump đó, cái lúc mà ông nhiệm kỳ đương kim Tổng thống đó, khi mà ông ứng cử Tổng thống thì bắt đầu là ông mới làm căng về cái vụ kết hôn giả này, rồi cái chuyện di dân bất hợp pháp nữa. Thì cứ có một cái đợt như vậy là chính phủ người ta sẽ rà soát một lần là tổng thể quý vị. Có thể là hiện tại thì chưa có chuyện gì xảy ra hết, nhiều người thì người ta vẫn cứ gọi là người ta vẫn cứ ung dung thôi. Nhưng mà họ ung dung như vậy mà chắc gì trong lòng của họ là họ không có một cái sự lo lắng nào hết. Có chắc là như vậy hay không ạ? Điều đó thì Thảo Võ cũng chưa biết đâu. Thì thôi thì qua cái bản tin này, đây không phải là một cái điều hù dọa hay là hăm dọa gì hết, mà chỉ là một cái sự chia sẻ lại, một người chia sẻ lại những gì mà bản thân mình được biết. Thảo Võ được tham khảo tham chiếu nhiều nơi, nhiều cái nguồn tin khác nhau, và bây giờ Thảo Võ muốn lan tỏa cho tất cả cô bác anh chị mình được nghe và được biết. Thì nếu như mà quý vị nhận thấy video này là hữu ích, quý vị có thể ủng hộ Thảo Võ một like cũng như là một lượt subscribe, quý vị đăng ký kênh cần thiết, quý vị có thể share để cho nhiều người khác có thể cùng biết với mình nha quý vị nha. Bây giờ cũng không biết nói gì hơn. Xin cảm ơn và xin cảm tạ tất cả quý vị đã luôn quan tâm, đã luôn yêu mến, đã luôn ủng hộ và đã luôn lắng nghe hết bản tin này. Thảo Võ xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại tất cả bà con, cô bác, anh chị mình ở những bản tin kế tiếp.